is all about. Serena Williams cũng sinh năm 1981 như Roger Federer. Tương tự như tàu tốc hành, tay vợt người Mỹ dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh những danh hiệu một cách sòng phẳng. Trả lời câu hỏi trên Forbes về thời điểm giải nghệ, Serena cho hay: "Khi nào Fed còn thi đấu, tôi sẽ không giải nghệ. Vài năm trước tôi sẽ không nói điều này. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Với sự tiến bộ của khoa học, chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp, cơ thể chúng tôi dẻo dai hơn và phù hợp để thi đấu ngay cả khi ngoài 35. Itemitsu Asian Talent Cup vừa qua nhuốm màu bi thương với cái chết của tài năng trẻ Afrisa Munanda. Cú va chạm tại khúc cua thứ 10 của vòng đua đầu tiên đã khiến Munanda qua đời ở tuổi 20. Chia sẻ về tay đua xấu số người Indonesia, nhà vô địch MotoGP 2019 Marc Marquez cho hay: "Cậu ấy là một tài năng sáng giá. Tôi biết cậu ấy vì cậu ấy đến từ Astra Honda, nơi mà chúng tôi nhiều lần ghé thăm. Cậu ấy đã không ngừng nỗ lực thi đấu với tất cả niềm đam mê và cậu ấy sẽ luôn là một tay đua đặc biệt nhất của Grand Prix này." Với chiếc vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp, Lewis Hamilton đã vươn lên thứ 2 trong danh sách những tay đua vô địch nhiều nhất lịch sử F1. Thành tựu to lớn cho F1 đã giúp Lewis Hamilton được xem xét cho việc trao tước hiệp sĩ. Theo đó, David Richards, tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Mô tô Thể thao Anh và Lord Hand, nguyên thành viên công đảng, đã gửi một lá thư đến Điện Buckingham với mong muốn Hamilton sớm được phong tước hiệp sĩ. Theo thông lệ, Hoàng gia Anh sẽ tổ chức phong tước hiệp sĩ và các tước hiệu khác trong dịp đầu năm mới. Cùng thời điểm Hoffman Spiedau giành đài PMF, Canelo Alvarez đã đi vào lịch sử quyền Anh với tư cách là tay đấm đầu tiên vô địch 4 hạng cân. Phấn khích trước tài năng của Canelo, võ sĩ UFC đã ngỏ lời về một cuộc so găng trên sàn quyền Anh. Chia sẻ trên MMA Show, Masvidal cho hay: "Canelo Alvarez là một tay đấm giỏi hơn tôi. Tuy nhiên tôi có thể sử dụng những kỹ năng mà các tay đấm ít sử dụng trong quyền Anh, qua đó vứt bỏ hoàn toàn chiến thuật từ phía Canelo. Thực tế, mong muốn của Jorge Masvidal khó có khả năng xảy ra khi nhà vô địch BMF của UFC đang ở hạng cân welterweight, trong khi Canelo Alvarez đã bước lên hạng cân light heavyweight." Ngay sau chiến thắng đầu tay ở NBA mùa này, Golden State Warriors đã phải hành quân đến Toyota Center của Houston Rockets trước đối thủ vượt trội hơn về mọi mặt. Đoàn quân của Steve Kerr chỉ cầm cự được hiệp đầu trước khi ra về tay trắng với thất bại 112-129. Góp công lớn vào thắng lợi của Houston Rockets là James Harden. Số 13 của Rockets đã có cho mình 36 điểm và 13 kiến tạo. Về phía Warriors, Alec Burks là cái tên nổi bật nhất với 28 điểm ghi được. Chuyến sang trận đấu tâm điểm giữa LA Clippers và Milwaukee Bucks, thiếu vắng Kawhi Leonard lẫn Paul George, song đội chủ sân Staples Center vẫn chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt. Khoảng cách 13 điểm sau hai hiệp được đội chủ nhà san lấp ở hiệp 3. Trong ngày thi đấu mà Montrezl Harrell và Lou Williams cùng góp 34 điểm. Tuy vậy, Bucks thi đấu quá ổn định ở hiệp 4, khiến cho đoàn quân của Doc Rivers phải nhận thất bại thứ 3 ở mùa giải năm nay. Thắng lợi 129-124 của Milwaukee Bucks tiếp tục mang dấu ấn của Á thần Hy Lạp Giannis khi anh đóng góp 38 điểm, 16 rebounds và 9 kiến tạo chỉ sau 36 phút thi đấu. Sau những sự cố kỹ thuật, AIC 2019 đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm qua với những trận đấu tại bảng B. Team Flash khởi đầu bằng kết quả hòa với đối thủ đến từ Đài Loan là One Team. Đại diện của Việt Nam nhìn thắng lợi ở ván đầu tiên, xong mắc liên tiếp sai lầm ở ván đấu sau đó. Ngay ở trận thua đầu tiên tại AIC 2019, Team Flash đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch thế giới bằng thắng lợi 2-0 trước Angel Stuff Gaming. Kết quả này giúp Team Flash xếp sau mọi Buriram United trên bảng xếp hạng của bảng B. Trong khi đó, ở nội dung solo, ADC đứng nhất bảng B với thắng lợi thuyết phục trước AAA và Tura. Theo kết quả bốc thăm của PUBG Global Championship 2019, Sting Divine Esports rơi vào bảng 2 cùng với những cái tên sừng sỏ như 4 Angry Man, OGN Enters Force và Team Liquid, v.v. Trong khi đó, đại diện khác của Đông Nam Á là Emory Gaming rơi vào một bảng đấu cùng với những ông lớn như Genji, FaZe Clan, Temple Storm, v.v. Đáng chú ý, một đội tuyển của bảng đấu này là Vendetta đã có nhận định xem thường sức mạnh của đại diện Việt Nam. Chia sẻ trong Media Day, đội tuyển đến từ châu Đại Dương cho rằng Sting Diva Esports là đội yếu nhất giải đấu năm nay. Tuy vậy, theo các số liệu thống kê, đại diện Việt Nam đang đứng hạng 10 thế giới, trong khi Vendetta đứng tận vị trí thứ 35.